Zumat xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chuyên mục hỏi đáp nhanh và mình lại tiếp tục trả lời những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho mình. Câu hôm nay mà mình lựa chọn cho các bạn là một câu nằm trong học phần ứng dụng của đạo hàm, dạng toán khảo sát sự đồng biến và nghịch biến của hàm số. Và hàm này dĩ nhiên vẫn là hàm ẩn và đồng thời nó còn có chứa cả dấu trị tuyệt đối nữa. Một bài toán khá là thú vị. Nào, chúng ta hãy bắt đầu với bài toán ngay sau đây. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị hàm số f(x) như hình vẽ. Hàm số gx bằng f của trị đối của x trừ 1 cộng trị đối của x trừ 2 cộng cho tới trị tuyệt đối của x trừ 2021 đồng biến trên khoảng nào? Đáp án A là khoảng từ trừ vô cùng tới 1010. Đáp án B là khoảng từ 1010 cho tới dương vô cùng. Đáp án C là khoảng từ 1011 tới 1012. Và đáp án D là khoảng từ 1010 tới 1011. Trong bài toán này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách làm. Trong đó cái cách thứ nhất là cách dành cho trắc nghiệm. Ở đây mình sẽ giải quyết bài toán như sau. Đầu tiên thì dựa vào cái đồ thị của hàm số f(x), chúng ta sẽ có cái bảng biến thiên của hàm f(x) tương ứng như sau. Như vậy thì dựa trên cái bảng biến thiên này thì các bạn lưu ý rằng là với x nằm trong cái khoảng là từ -2021 cho tới là 1021111 thì hàm số sẽ nghịch biến, tức là f(x) luôn âm trong cái khoảng này nhé các bạn. Các bạn lưu ý cho mình cái chỗ này. Tiếp đến thì để khảo sát sự đồng biến và nghịch biến của hàm số gx thì mình sẽ cố gắng là đi phác họa cái đồ thị của hàm số gx dựa trên bốn cái đáp án mà bài toán người ta cho. Cụ thể chúng ta sẽ xét cái gx là bằng là f của trị đối x trừ 1 cộng cho trị đối của x trừ 2 cộng cho tới trị đối của x trừ 2021. Ta sẽ thay những cái giá trị ở trong đáp án để từ đó chúng ta có thể phác họa ra được cái đồ thị. Và ở đây thì tiện cho cách đọc, mình sẽ đặt cái biểu thức trị đối của x trừ 1 cộng cho trị đối của x trừ 2 cho tới cộng cho trị đối của x trừ 2021 là u nhé các bạn. Thì như vậy rõ ràng là khi mà x tiến tới cộng trừ vô cùng thì cái u của mình nó sẽ tiến tới dương vô cùng. Như vậy lúc này dựa trên bảng biến thiên thì rõ ràng là khi u tiến tới dương vô cùng thì fu nó cũng sẽ tiến tới dương vô cùng. Hay nói cách khác là chúng ta có cái hàm gx nó sẽ tiến tới dương vô cùng. Như vậy mình nhắc lại một lần nữa, đó là khi x ở hai đầu mút cộng trừ vô cùng thì cái giá trị của gx nó sẽ là dương vô cùng nhé các bạn. Tiếp đến thì dựa trên đáp án thì mình sẽ tính các giá trị, đó là g1010, g1011 và g1012. Cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ có là g tại 1010 thì chính là bằng là f của 1021111. Các bạn tính được cái giá trị này thì bằng cách là bạn sử dụng máy tính mà bấm thôi. Đây mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng cái lận tính tổng. Trong đó cái biến chạy từ 1 cho tới 2021 sẽ là biến x. Và giá trị gán của mình là giá trị 1010. Như vậy khi các bạn sử dụng máy tính, ta sẽ có được cái kết quả, nó chính là bằng là 1021111. Và do đó chúng ta sẽ có được cái kết quả của giá trị g của 1010 thì chính là bằng là f của 1021111. Tiếp đến thì tương tự chúng ta cũng sẽ tính cái giá trị của g tại 1011. Và tính tương tự thì ta cũng có g tại 1011 chính là bằng f tại 1021110. Và dựa trên bảng biến thiên của hàm fx thì f tại 1021110 nó sẽ lớn hơn f của 1021111 hay là bằng là g của 1010. Hay nói tóm lại là chúng ta sẽ có giá trị của g tại 1011 sẽ lớn hơn giá trị tại g 1010. Tương tự như vậy, chúng ta cũng tính ra được là g tại 1012 thì cũng bằng là f tại 1021111. Và dựa trên cái những giá trị này thì chúng ta có thể phác họa được cái hướng đi của đồ thị gx như sau. Cụ thể là gx nó sẽ đi từ dương vô cùng cho tới g tại 1010, rồi lại tăng đến giá trị g 1011, rồi lại đi xuống giá trị g 1012 và tiếp tục lại đổi chiều đi lên cho tới dương vô cùng. Và dựa trên cái đồ thị gx này, chúng ta dễ dàng biết được cái đáp án của mình, đó là đáp án D nha các bạn. Tức là hàm số của mình nó sẽ đồng biến trên cái khoảng là từ 1010 cho tới 1011. Cách thứ hai thì nó phù hợp cho cái hướng làm tự luận và do vậy thì nó sẽ khá là dài dòng. Nào, chúng ta hãy bắt đầu với cách làm ngay sau đây. Thì như cái cách làm thông thường thì để đi xét sự đồng biến của hàm gx, chúng ta sẽ đi khảo sát cái bảng biến thiên của hàm gx thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tính cái g(x). Ta sẽ có được g(x) sẽ bằng là f(x) của trị đối của x trừ 1 cộng cho trị đối của x trừ 2 cộng cho tới trị đối của x trừ 2021.
nhân cho x trừ 1 trên trị đối của x trừ 1 cộng x trừ 2 trên trị đối của x trừ 2 cộng cho tới là x trừ 2021 trên trị đối của x trừ 2021 hay là bằng là f phết u nhân cho hx. Trong đó thì u chính là bằng là trị đối của x trừ 1 cộng cho trị đối của x trừ 2 cộng cho tới trị đối của x trừ 2021. Còn hàm hx là chính là cái hàm mà ở đằng sau mà mình đóng khung ở đây. Như vậy lúc này g phết x bằng 0 thì tương đương là f phết u bằng 0 hoặc là hx bằng 0. Mình sẽ đánh dấu hai phương trình này lần lượt là phương trình 1 và phương trình 2 và mình sẽ giải lần lượt hai phương trình này nhé. Trong đó cái phương trình 1 của mình là f phết u bằng 0 thì dựa trên cái bảng biến thiên của hàm fx nằm ở phía bên tay phải đây thì các bạn sẽ thấy là khi mà f phết u bằng 0 thì ứng với là u chính là bằng là 102111 hoặc là âm 2021. Tuy nhiên các bạn thấy là u nó chỉ nhận giá trị dương thôi. Vì vậy mà chúng ta chỉ tương đương đó là u bằng là 102111. Hay tương đương là trị đối của x trừ 1 cộng cho trị đối của x trừ 2 cộng cho tới trị đối của x trừ 2021 thì bằng là 102111. Và giải cái phương trình này ra thì chúng ta sẽ có được hai cái nghiệm đó là x bằng 1011 hoặc là x bằng 1012. Tiếp đến thì chúng ta sẽ giải phương trình 2. Và ở đây thì mình đánh giá là phương trình 2 là nó vô nghiệm. Cái nguyên nhân của vô nghiệm thì mình sẽ giải thích như sau. Đầu tiên thì mình xét với những giá trị là x nhỏ hơn 1011 và x khác 1, 2 cho tới 1010. Thì rõ ràng lúc này là hx sẽ luôn luôn bé bằng trừ 1 và sẽ bé hơn 0. Mình sẽ kiểm tra bằng máy tính nhé. Cụ thể là chúng ta sẽ xét với những giá trị từ x mà nhỏ hơn 1011 và lớn hơn 1010. Mình lấy ví dụ như là x sẽ bằng là 1010,5 chẳng hạn. Thì các bạn thấy rõ ràng giá trị hx của mình nó sẽ bằng là trừ 1. Và tương tự như vậy với những cái giá trị x mà nhỏ hơn nữa, tức là nằm trong khoảng là 1009 cho tới 1010 thì nó lại bằng trừ 3. Và tương tự như vậy các bạn sẽ thấy là cái giá trị fx của mình nó sẽ giảm dần và đạt giá trị lớn nhất là tại trừ 1 thôi. Do vậy mà chúng ta có được cái khẳng định đó là hx sẽ bé bằng trừ 1 và bé hơn 0. Và tương tự như vậy thì với x lớn hơn 1011 và x khác 1012 cho tới 2021 chúng ta cũng dễ dàng kiểm chứng được là hx nó luôn luôn lớn bằng 1 và lớn hơn 0. Còn x tại những giá trị từ 1, 2 cho tới 2021 thì hx nó bị gián đoạn. Như vậy rõ ràng dựa vào đây thì chúng ta sẽ thấy là cái điểm 1011 nó chính là cái điểm tới hạn mà làm cho cái đồ thị của cái hàm gx nó bị đổi chiều nhé các bạn. Do vậy dựa trên bảng biến thiên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đổi chiều tại 3 giá trị đó là 1010, 1011 và 1012. Tiếp đến thì để xét dấu cái g phết x thì chúng ta sẽ lấy một cái giá trị x nằm trong một cái khoảng nào đó để chúng ta có thể test coi nó mang dấu dương hay dấu âm. Ở đây thì mình sẽ lấy với những giá trị x nằm trong khoảng từ 1010 cho tới 1011. Như vậy nó sẽ ứng với giá trị u sẽ lớn hơn 1021110 và nhỏ hơn 1021111. Hay từ đây chúng ta sẽ có được cái f phết u của mình. Nó chính là đồng nhất với thằng f phết trong khoảng từ 1021110 cho tới 1021111. Và dựa trên cái bảng biến thiên thì với cái f phết nằm trong khoảng này thì nó sẽ nhỏ hơn 0. Và tương tự thì do x nhỏ hơn 1011, do vậy thì chúng ta cũng sẽ có được cái hx nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1 và nhỏ hơn 0. Và các bạn thấy là dấu của g phết x nó sẽ phụ thuộc vào dấu của f phết u và của hx. Trong đó f phết u và hx lúc này đều âm hết rồi nên tích của nó sẽ là dương. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ có g phết x sẽ mang giá trị dương với x nằm trong khoảng từ 1010 cho tới 1011. Như vậy chúng ta sẽ có được cái bảng biến thiên của hàm gx như sau. Và dựa trên cái bảng biến thiên này chúng ta sẽ thấy được rằng cái đồ thị của gx nó sẽ luôn đồng biến trong khoảng là 1010 cho tới 1011 và 1012 cho tới dương vô cùng. Và như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là D phù hợp với yêu cầu của bài toán. Rồi như vậy thì trong bài toán này mình vẫn ưu tiên cho cắt 1 hơn nhé. Mình thấy cắt 1 làm khá là nhanh, tuy nhiên thì nó hơi máy móc một tí và nó chỉ phù hợp với trắc nghiệm thôi. Còn khi mà quá trình làm bài mà các bạn làm theo hướng tự luận tư duy thì chắc chắn là các bạn không thể nào mà bỏ qua cắt số 2 được rồi. Vậy nhé, trong quá trình mình giải bài toán này thì nếu bạn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like nha. Đồng thời lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc các bạn một ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.